Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Theo SCMP, tại hội chợ thường niên của các doanh nghiệp Đông Nam Á, số lượng các chủ doanh nghiệp Trung Quốc chờ đợi để hỏi về việc chuyển nhà máy sang Việt Nam cao bất ngờ so với mọi khi. Vậy nội dung cụ thể ra sao? Quý khán giả hãy cùng chúng tôi theo dõi video sau đây nhé! Sau buổi kết nối kinh doanh kéo dài 1 giờ với hơn 300 người tham dự vào ngày 17 tháng 9, bà Nguyễn Thị Nga, đại diện kinh doanh của khu công nghiệp DeepSea Việt Nam, vẫn còn hơn một chục khách hàng Trung Quốc tiềm năng đang chờ để được nhận tư vấn. Thực sự các doanh nghiệp Trung Quốc đã dành nhiều sự quan tâm hơn tới Việt Nam kể từ năm ngoái. Bà Nga cho biết, tại hội chợ triển lãm ASEAN Trung Quốc kéo dài 4 ngày, mối quan tâm đặc biệt bùng nổ trong năm nay sau đại dịch. Bà Nga đại diện cho một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam tại sự kiện kết thúc vào ngày 19 tháng 9 tại Nam Ninh, thủ phủ của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Hơn 2.000 doanh nghiệp từ Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN đã tham dự diễn đàn thường niên, trong đó nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới. Đại diện kinh doanh tới từ Việt Nam cho biết, một nửa trong số khoảng 30 khách hàng Trung Quốc, bao gồm các nhà sản xuất hóa chất, điện tử và tấm pin mặt trời ở tất cả 5 khu vực của DeepSea mới tới kể từ năm 2022. Chúng tôi đang mong đợi sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư tham gia, bà Nga nói và cho biết thêm rằng sẽ có khoảng 7-8 nhà đầu tư Trung Quốc sẽ chuyển đến vào cuối năm nay. Trong khi Việt Nam là điểm đến được lựa chọn của các nhà sản xuất muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc kể từ khi chiến tranh thương mại với Mỹ bắt đầu vào năm 2018, thì sự cạnh tranh trong khu vực dự kiến sẽ gay gắt hơn trong việc thu hút đầu tư từ Trung Quốc. Môi trường ổn định của Việt Nam và lực lượng lao động trẻ, chi phí thấp, lớn thứ ba trong số tất cả các quốc gia châu Á, từ lâu đã giúp Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu trong khu vực. Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ tư vào Việt Nam vào năm 2022 và Mỹ vẫn là nhà đầu tư lớn nhất theo số liệu thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp và chuyên gia thương mại đã dự báo về việc thắt chặt quy định về xuất xứ giữa các nhà nhập khẩu phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Điều này có thể dẫn đến việc quản lý chặt chẽ hơn các sản phẩm từ công ty linh kiện Trung Quốc nhưng lắp ráp ở Việt Nam. Một giám đốc kinh doanh từ Malaysia cho biết, mặc dù khu công nghiệp của họ ở Malaysia cho đến nay chỉ có một vài khách hàng Trung Quốc, nhưng họ đã cử người đến Trung Quốc ít nhất mỗi tháng một lần kể từ đầu năm để quảng bá và thu hút kinh doanh. Ông nói, thực tế là chúng tôi có cơ sở hạ tầng tương đối phát triển và quan trọng nhất là lượng dân số nổi tiếng Trung Quốc đông đảo, điều đó khiến chúng tôi trở thành một điểm đến hấp dẫn. Tuy nhiên, đối với nhiều công ty Trung Quốc đang muốn chuyển dịch sang Đông Nam Á, chi phí vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Pan Junsan, chủ sở hữu một công ty cung cấp vật liệu xây dựng ở tỉnh Giang Tô, đã tham dự hội chợ để tìm kiếm địa điểm tiềm năng với mục tiêu chuyển ít nhất 1/3 chuỗi sản xuất của mình ra khỏi Trung Quốc. Pan cho biết, khá bất ngờ khi có thể tiết kiệm được khoảng 20% chi phí lao động khi chuyển đến Việt Nam so với số tiền ông phải trả cho nhân viên Trung Quốc. Ông cũng phát hiện ra rằng Thái Lan là một lựa chọn hấp dẫn với nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên tương đối rẻ. Nhà máy của tôi sẽ sử dụng nhiều điện nên tôi cần tính toán xem ở nơi nào có thể giúp giảm chi phí, ông nói. Ông Pan, người từng có hơn 100 công nhân trong nhà máy ở Trung Quốc, đã sa thải một nửa số công nhân của mình trong thời kỳ đại dịch để cắt giảm chi phí. Ông cho biết đang tìm cách dần dần mở rộng quy mô kinh doanh trở lại, nhưng ưu tiên của ông hiện tại là cắt giảm chi phí và tìm đến điểm xuất khẩu mới. Ông Pan nói, tôi không tự tin vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trong vài năm tới, khi xét đến nền kinh tế trì trệ cả trong nước và quốc tế. Nhưng nếu các công ty mua sản phẩm của chúng tôi rời khỏi đất nước, chúng tôi cũng cần phải di chuyển. Sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam nâng cấp quan hệ, hai bên đã thảo luận về nhiều hợp tác có chiều sâu trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, công ty Amkor Technology có trụ sở tại Arizona sẽ khởi công nhà máy tại Bắc Ninh vào tháng 10/2023. Tổng đầu tư cho dự án này là 1,6 tỷ đô la Mỹ. Công ty Synopsys có trụ sở tại California sẽ khai trương một trung tâm thiết kế và khởi nghiệp bán dẫn phối hợp với Saigon Hi-Tech Park. Trước đó, Synopsys là trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ về phát triển nguồn nhân lực tài năng thiết kế vi mạch IC tại Việt Nam, trong đó Synopsys hỗ trợ trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia thành lập một trung tâm ươm tạo thiết kế chip. Đồng thời, Synopsys cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ với Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông về hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam. Và công ty Marvell có trụ sở tại California công bố sẽ thành lập một trung tâm thiết kế bán dẫn hàng đầu thế giới tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 22 tháng 9 tới đây, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng sẽ tổ chức hội nghị trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án của tập đoàn SKC, công ty con trực thuộc tập đoàn SK, Chaebol, lớn thứ ba Hàn Quốc. Đây là dự án đầu tư trực tiếp đầu tiên của SK Group tại Việt Nam. Trước đó, trong tháng 6, SKC đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với thành phố Hải Phòng của Việt Nam để tìm hiểu môi trường đầu tư cho vật liệu bán dẫn tiên tiến, pin thứ cấp và một số loại vật liệu khác thân thiện với môi trường. Foxconn, đối tác quan trọng của Apple, đã ký kết hai dự án công nghiệp điện tử tại Việt Nam trong năm nay. Tháng 2, Foxconn thông qua công ty con là Fulion Precision Technology Company Co. đã ký hợp đồng với công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn Bắc Giang để thuê một khu đất rộng 45 hectare tại khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang với giá khoảng 62,5 triệu đô la Mỹ. Chưa rõ loại sản phẩm mà nhà máy này sẽ sản xuất. Đến tháng 5, Foxconn Interconnect Technology Singapore PTE Ltd. được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để triển khai dự án công ty trách nhiệm hữu hạn Fuwin Interconnect Technology Nghệ An tại khu công nghiệp WSA Industrial Zone 1 Nghệ An trên diện tích khoảng 48 hectare. Tổng vốn đầu tư của dự án là 100 triệu đô la Mỹ. Công ty chuyên sản xuất tai nghe không dây, dây kết nối, sạc không dây, loa, đầu kết nối. Tập đoàn Goetech và Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc KBC đã ký kết biên bản ghi nhớ MOU về việc thuê lại 62,7 hectare đất tại khu công nghiệp Nam Sơn, Hạp Lĩnh. Được biết, Goetech đầu tư dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện Goetech Nam Sơn, Hạp Lĩnh tại đây. Ngoài ra, trong tháng 8, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Chen Tao, Chủ tịch tập đoàn Victory Giant Technology, một doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, chuyên sản xuất kinh doanh các linh kiện điện tử, chất bán dẫn, về tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh. Sau một thời gian tìm hiểu, tập đoàn quyết định lựa chọn khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh là địa điểm để triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy với tổng mức đầu tư 400 triệu đô la Mỹ. Gã khổng lồ sản xuất chip Hàn Quốc Semiconductor cuối tháng 5 2022 công bố đưa chi nhánh Hanmi Việt Nam tại Bắc Ninh vào hoạt động. Cũng cuối tháng 5 2023, công ty Infineon Technologies AG Đức về các giải pháp bán dẫn cho hệ thống điện và IoT đã thông báo việc mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam. Trong các năm qua, nhiều doanh nghiệp điện tử lớn đã đầu tư tại Việt Nam như Samsung, LG, Intel đang mở ra cơ hội rất lớn cho ngành công nghiệp điện tử tại Việt Nam. Theo báo cáo của Virus, xét về trung và dài hạn, Việt Nam đã và đang thể hiện được tiềm năng để trở thành bến đỗ, trung tâm sản xuất mới của thế giới ở lĩnh vực điện tử công nghệ, các ngành công nghiệp giá trị cao. Việt Nam đang hội tụ rất nhiều yếu tố tiềm năng từ nguồn nhân lực đến điều kiện địa lý, tự nhiên thuận lợi. Trên cơ sở đó, Việt Nam đang trên đà xây dựng đội ngũ nghiên cứu phát triển đủ mạnh cả về năng lực lẫn quy mô để sáng tạo ra các phát minh sáng chế công nghệ, từ đó góp phần phát triển nền công nghiệp ngành linh kiện điện tử có giá trị gia tăng cao. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.